Hello các bạn, hôm nay mình học bài 6 nhé, bài 6 của chương trình Thái ca 1 của mình. Wǒ huì shuō hàn yǔ, tôi biết nói tiếng Trung. Họ rồi, trước khi vô bài thì các bạn làm cho cô cái phần rửa sân này, phần khởi động này ha. Hình này, cái hình đang nhấp nháy này là vậy chữ nào ở bên này? À, các bạn về nhà các bạn nhớ trước khi học bài các bạn chuẩn bị bài trước nhé, để cho cái việc học của mình đó nó hiệu quả hơn. Trước khi đi học mình chuẩn bị bài trên lớp, mình nghe giảng, sau đó về nhà mình làm bài tập đó, mình phải học đi học lại như vậy nha. Cái này là hàn chữ là chữ Hán. Rồi tiếp theo hình này, hình nhấp nháy này đó là đồ ăn Trung Quốc, Trung của Thái. Rồi tiếp theo hình này nè, Sô Hàn Dũy của Trung Quốc Thái chỉ Hàn chữ hay là mơ mơ, cái này là Sô Hàn Dũy. Rồi tiếp theo hình này, cô này đang viết này, đang viết là viết chữ Hán, chỉ Hàn chữ. Rồi hình này là gì? Hình này đang nấu món ăn Trung Quốc nè, sủa Trung Quốc chai. Rồi cuối cùng là mama, mama là mẹ, chú ý cái chữ mama này cũng nhé. Rồi hôm trước thì cô có dặn các bạn về nhà viết một cái bài văn giới thiệu gia đình của mình đúng không? Đây là một cái bài của bạn khác, cô copy lên đây để đọc cho cả lớp nghe nhá, đọc cho cả lớp tham khảo. Qua 5 buổi thì bạn đã viết được như thế này. Mình đọc xem nào. Lão sư họ, chào cô. Xin thiên vũ kể lão sư chia sâu ở trò chat. Hôm nay con sẽ giới thiệu cho cô. Kể lão sư chia sâu là giới thiệu này. Kể, ở đây cái giới từ, kể ai đó làm gì đó. Giới từ, danh từ, sau đó động từ. Tiếng Trung thì nó ngược với tiếng Việt của mình. Tiếng Việt của mình thì nó là giới thiệu cho cô đúng không? Tiếng Việt của mình giới nó là giới thiệu cho cô, còn tiếng Trung của mình sẽ là cho cô giới thiệu. Mình đảo ngược lại ha. Của từ cha là nhà của tôi, nhà nhà của con. Ở đây mình xưng hô cô con đi ha, tại bé này nó cũng còn nhỏ, nó gọi cô là cô. Wo ma ma shi huai ji, huai ji là kế toán. Huai ji, mọi người nhìn này, chữ này với chữ này giống nhau. Tuy nhiên cái hôm nay mình học ở đây nó là đọc là khuẩy. Khuẩy là viết, viết một cái kỹ năng nào đó. Còn ở đây là đọc là khoai, khoai chi. Nó là một cái từ mà có nhiều cách đọc ha. Ủa mama jin nian sư sử vụ xuê. Mẹ của con năm nay 45 tuổi. Sư sử vụ là 45 này, xuê này. Ủa yếu cơ ti ti. Con có một người em trai, tỷ tỷ em trai. Ha chín niên, 20 tuổi là cậu ấy năm nay 22. Cô xin lỗi, cái này là 12. Ha chín niên 12 tuổi là cậu bé đó thì năm nay 12 tuổi. Ha sư xuê sơn, nó là học sinh. Cuối hồ, cuối cùng, của chia sao tư chỉ, con giới thiệu bản thân, tư chỉ là bản thân mình. Vợ chào Quỳ Yên. Bạn này tên là Quế Anh. Quỳ Yên. Quỳ Yên hả? Vợ sư đại sư sơn. Con là sinh viên đại học. Chính nhiên 22 tuổi. Năm nay 22 tuổi. Hẳn cao xin rình sư lão sư. Rất là vui khi mà quen với cô. Rình sư chữ này rình là thanh bốn nè. Còn chữ sư của mình không có thanh nhé. Mình đọc là rình sư. Tắt chữ sư xuống. Rồi đó là bài viết của bạn. Các bạn cùng về nhà nhớ viết. Sau đó comment ở bên bên dưới nha. Sau đó có thời gian thì cô đọc, cô sẽ chấm bài cho các bạn. Các bạn comment ở bên dưới cái khung comment của YouTube ấy, nó có cái phần comment ấy. Trời, ok, đây là cái từ vựng hôm nay mình phải học. Mình vô mình học từng từ ha. Đầu tiên thì mình có từ khuẩy. Khuẩy nghĩa là biết. Biết một cái kỹ năng gì đó thông qua quá trình học tập mà biết.
Ví dụ tôi biết nói tiếng Trung, tôi biết nấu cơm, tôi biết lái xe hơi, tôi biết vẽ tranh hoặc là biết cái gì đó. Đó là một cái kỹ năng mình phải thông qua mình học hỏi mình mới biết được. Thì mình sẽ dùng từ huy này ha. Ví dụ ở đây, wo hui shuo han yu, tôi biết nói tiếng Trung. Thì ở đây, yu, han là Hán, yu là ngữ. Hán ngữ ha, yu trong từ yu gián này, yu gián là ngôn ngữ. Rồi, tha hồi xưa duyên nắng nhị, anh ấy biết nói tiếng Việt. Đó, thì phải học mới biết, đúng không nào? Trời, họ còn khi mà biết một cái thông tin nào đó thì mình sẽ dùng từ chư tỏ, chư tỏ. Ví dụ như, tôi biết cô bé đó nhà gần gần nhà tôi, cô bé đó rất là xinh, học rất là giỏi. Đó, mình biết cái thông tin gì đó thì mình sẽ dùng từ chư tỏ, của chư tỏ tha. Đó, tôi biết cô bé đó. Rồi, tiếp theo mình có từ xua. Xua ở đây là nói. Xua Hán Việt của mình là thuyết. Thuyết trong cái từ thuyết giảng, tiểu thuyết rồi đó. Thì nó liên quan tới lời nói thì mình có bộ ngôn ở đâu này. Đây là bộ ngôn này mọi người. Chữ Y này là bộ ngôn, hát ngôn trong ngôn ngữ đó. Cái bộ ngôn thì nó sẽ liên quan đến lời nói, liên quan đến ngôn ngữ, các kiểu. Rồi, ví dụ ở đây cô có từ xiểu xua là tiểu thuyết, xu hòa là nói chuyện, xu hòa thì nó sẽ bằng với từ lèo theo, nó sẽ có cách dùng bằng với từ lèo theo nhưng mà cũng không hoàn toàn bằng, không hoàn toàn giống nhau, cái này thì cụ thể về sau thì mình sẽ học ha. Rồi, ok, nǐ shuō shěnme, bạn nói cái gì, Trung Quốc nhân shuō hàn yǔ, người Trung Quốc nói tiếng Trung. Đó là cái từ xua, cái kiểu từ xua của mình, xua. Tiếp theo thì các bạn xem ở đây cho cô. Xua Hàn Nghị nói tiếng Trung, xua Yên Nghị nói tiếng Anh, xua Phả Nghị nói tiếng Pháp, Phả Nghị là nói tiếng Pháp này. Trung của rèn xua Hàn Nghị, người Trung Quốc nói tiếng Trung, mẹ của rèn xua Yên Nghị, Yên ở đây này ha. Từ này là mẹ của mình học rồi này. Phả của rèn xua Phả Nghị, phạ là pháp. Rồi các bạn để ý nha, các bạn học nha. Ví dụ như chữ pháp này, mai mốt mình có từ pháp luật, thì nó cũng là chữ phạ này. Rồi, đi hồi số hai vị mà bạn biết nói tiếng tiếng Trung không? Câu này là hai vị là tiếng Trung. Rồi cái câu này, bạn biết nói tiếng Pháp không? Thì mình dịch làm sao cả lớp? Mình dịch làm sao? Đã giống như câu trên đúng không nào? Câu trên là Hán Nghị thì mình thế cái chữ tiếng Pháp vô. Tiếng Pháp là gì? Phả Nghị. Mình thế vô đây. Nghĩa hồi xưa Phả Nghị mà. Về về được ha. Rồi. Tiếp theo mình có từ mama. Mama là mẹ. Thì mama là một cái từ hình thành. Ok. Các bạn nhìn. Ở đây thì bộ nữ biểu thị cho nghĩa. Đây là một cái người người phụ nữ liên quan đến phụ nữ và cái âm đọc của nó là giống giống như cách đọc của con ngựa. Cái phần bên phải này này là chữ mở là con ngựa mở thành ba. Cách đọc mở 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 giống giống như vậy thì cái chữ này là cách đọc là mơ và nghĩa là mẹ. Ủa mơ mơ lọ lơ. Mẹ của tôi già rồi. Từ lão này dùng cái từ lão sư này. Nhưng mà cái từ lão sư thì cái lão này nó không có nghĩa. Cái từ lão sư từ giáo viên á, từ lão đó nó chỉ là một cái tiền tố đứng trước thôi. Nghĩa của nó nằm ở từ sư. Còn lão ở đây nó nghĩa là già, tính từ, già. Mama của ai nhỉ? Mẹ, con yêu mẹ. Ai ở đây là yêu. Rồi, tiếp theo mình có từ hận, hận phó từ rất. Phó từ này mình rất là hay sử dụng luôn, cực kỳ nhiều, cái tần suất mình sử dụng cực kỳ nhiều luôn, các bạn chú ý ha. Hận, rất, nhìn má mà hận hậu, mẹ của bạn rất là tốt. Hận hậu hai thanh ba đúng không, mình đọc hận hậu. Tha cha dậu hận vua rễ, nhà của anh ấy có rất nhiều người. Hận vua rễ, vua là người, nhiều. Chẳng là người, thành là rất, rất nhiều người. Rồi, tiếp theo mình có từ chai, chai thì ở đây các bạn chú ý cho cô chữ C đọc như thế nào. Bật hơi, thẳng lưỡi bật hơi, chai là món ăn, thức ăn.
对，今天我做了三道菜。啊，hôm nay tôi đã nấu ba món ăn. Thì ở đây các bạn để ý cho cô này, san là ba này, chai là món ăn đúng không? Thì tàu ở đây nó là lượng từ, một đĩa thức ăn, một món ăn. À, nếu như các bạn quên từ tàu này thì các bạn có thể dùng từ cửa. Hôm nay我做了三个菜 cũng được. Rồi今天妈妈做了很多菜. Hôm nay mẹ làm rất là nhiều món ăn. Lơ ở đây lơ đặt sau động từ, nó diễn tả cái hành động này nó đã xảy ra. Hành động này đã xảy ra ha. Rồi tiếp theo cái lớp đọc cho cô nào. Từ này là gì? Trung Quốc chai, Trung Quốc chai, món ăn Trung Quốc. Sư bệnh chai, món ăn Nhật Bản. Sư bệnh là Nhật Bản. Phả của chai, Phả của chai, món ăn Pháp. Từ phả, lúc nãy mình học rồi đúng không? Phả gì? Nước Pháp. Phả của nước, phả gì là tiếng Pháp, phả của là nước Pháp. Nào của chai, nào là nào, nào của là nước nào, món ăn nước nào. Nì chư nào của chai, bạn ăn món ăn nước nào. Chư là động từ ăn. Hồi chư Trung Quốc chai, tôi ăn món ăn Trung Quốc. Hồi xiang chư Việt Nam chai, xiang ở đây là muốn. À, tôi muốn ăn món ăn Việt Nam, xiang. Hình như bài 8 mình sẽ học cái từ này, xiang là muốn ha. À, ví dụ như cái câu bạn muốn ăn món ăn Trung Hoa không thì mình sẽ dịch như thế nào? Món ăn Trung Hoa là Trung Quốc chai đúng không nào? À, muốn là từ xiang này. À, ní xiang chư Trung Quốc chai ma, mình sẽ dịch như vậy nha. Rồi, tiếp theo mình có từ chư. Chư là động từ ăn, thì ở đây mình có cái từ họ chư là tính từ ngon, món ăn ngon, thức ăn ngon. Còn mình có cái động từ khưa, ở đây động từ khưa nghĩa là uống, thì họ khưa nó là uống ngon. Ví dụ như trà sữa, cái ly trà sữa này uống rất ngon, đó, cái ly trà sữa này hấn họ khưa, chẳng hạn. Rồi, mình đọc ví dụ nào. Chưa có chai hẳn họ chứ, món ăn này rất ngon. Hồi nãy cô có cái từ lượng từ tàu đúng không nào cả lớp? Lượng từ tàu. Hỏi chưa tàu chai hẳn họ chứ, nếu như các bạn quên từ tàu, các bạn dùng từ cưa cũng được. Còn nhớ chữ tàu thì mình dùng chữ tàu nhé. Như nắn chai hẳn họ chứ, món ăn Việt Nam thì ăn rất ngon. Trời, ở đây cô có một vài cái món ăn Trung Quốc chai, Nhật Bản chai,奶茶là trà sữa, nghĩa của nó ở trên hình ấy. Khí chiều là bia. Như nắng chai, món ăn Việt Nam. Thánh của chai, món ăn Trung Quốc. Nếu nải, trà, sữa bò. Chá là trà, của cua. Tại vì nào, phụ cua là lẩu. Xi chan là đồ tay, đồ ăn tay, món ăn tay đó. Rồi, ok, cô cung cấp cho các bạn một vài từ vựng nè. Chư là ăn, khưa là uống, chẳng là muốn, chuyện là mời, chinh thiên là hôm nay. Vậy thì cái câu này, hôm nay tôi mời bạn ăn món tay rất ngon. Thì mình dịch như thế nào cả lớp? Hôm nay chinh thiên, tôi là của, mời là chuyện đúng không? Bạn là nị, ăn món tay, chư, ăn là chư, món tay là gì? Xin chan. Món tây rất ngon, xi chan, hẳn họ chư, cho bạn. Rồi, tiếp theo câu thứ hai. Hôm nay tôi mời bạn uống trà sữa rất ngon, thì các bạn dịch như thế nào? Hôm nay là chinh thiên, tôi mời bạn, bố chính nghỉ, hưa nè, hưa nải trà ở đây, trà sữa rất ngon, nải trà hẳn họ khưa. Cái ngon của món ăn thì mình dùng là họ chư, còn ngon của món uống thì mình dùng họ khưa cả lớp nhé. Rồi tương tự các bạn áp dụng những cái mẫu câu như thế này để các bạn nói thí chỗ như nản chai của cua hẳn của chai trà cẩn thận, các bạn thực hành cho cô ha. Rồi đọc thêm cho cô vài cái câu này nào. Hẳn họ chư là gì? Rất ngon đúng không nào? Họ chư là tính từ ngon, hẳn họ chư rất ngon. Bù họ chư là gì? Là không ngon.
Trung Quốc xài hẳn hở chứ, món ăn Trung Quốc rất ngon. Ngược lại, các bạn nói món ăn Trung Quốc không ngon thì mình nói sao? Trung Quốc xài bù hở chứ, đẹp bạn. Rồi, câu tiếp theo, ta chua thở xài bù hở chứ. À, anh nói nấu, món ăn mà anh nói nấu không ngon. Rồi, các bạn để ý cho cô. Ta chua thở xài thì ở đây, xài nó là trung tâm ngữ của mình. À, xài ta chua. À, món ăn anh đấy nấu không ngon. Mẹ tôi nấu món ăn Trung Hoa rất ngon, mình dịch sao? Của mama. Nấu là mình dùng từ chua, động từ chua. Chua, Trung Quốc xài. Món ăn Trung Hoa là Trung Quốc xài. Phải ngọt chứ. Ok. Trời, chỉ thấy mình có động từ chua. Chua là làm, nấu. Chua thì nghĩa gốc của nó là làm. Nhưng mà làm cơm, làm thức ăn của mình thì Việt Nam mình sẽ có từ nấu đúng không nào, thì nó cũng có nghĩa là nấu. Nghĩ quay xua phần mà bạn biết nấu ăn không? Nghĩ xua sợ mở cung xua, bạn làm công việc gì? Sợ mở cung xua là làm công việc gì ha? Rồi tiếp theo các bạn đọc cho cô. À, xua chai là nấu món ăn này, nấu đồ ăn này. Xua sợ mở chai là món ăn gì? Chua Trung Quốc xài, nấu món ăn Trung Quốc. Chua日本菜nấu món ăn Nhật Bản. Chua Pháp của xài nấu món ăn Pháp. Rồi cái câu bạn biết nấu món Pháp không? Cả lớp dịch cho cô. Cả lớp dịch rồi comment ở bên dưới. Cô sẽ chấm bài cho các bạn ha. Rồi tiếp theo cô có từ hàng chữ với lại từ chữ. Thầy chữ là chữ và hàng chữ nó là chữ Hán nhé. Hàng chữ hình nán, hán chữ rất là khó, chữ nán ở đây của mình là khó ha. Chữ cái chữ chúng nó xỉa, chữ này, cái chữ này viết làm như thế nào? Thì giờ mơ cộng với động từ hỏi về cách thức ha, cách thức viết như thế nào, xỉa ở đây động từ viết. Rồi, cả lớp đọc cho cô nào, chỉ cái chữ, một chữ, chỉ cái chữ, vài chữ, xỉa chữ, viết chữ, chỉ cái hàng chữ, một cái chữ Hán, chỉ có hàng chữ, mấy cái chữ Hán, xuyến hàng chữ, lá hoặc chữ Hán. Rồi. Tiếp theo cô có từ xỉa, xỉa là động từ viết. À, ní xỉa sẽ mấy chữ, bạn viết chữ. À, bạn viết chữ gì? À, chữ, đây là chữ, chữ trong từ hàng chữ đó cả lớp. Thế sẽ từ chữ hình ta, chữ của anh viết ấy viết rất là to. Rồi đọc cho cô nào, sẽ hàng chữ, viết chữ Hán, sẽ miệng chữ là gì? Miệng chữ trong này tôi câu, nghĩ chào sở mấy miệng chữ, bạn tên là gì đó? Thì miệng chữ là tên nhá, sẽ miệng chữ là viết cái tên, à, sẽ Trung Quốc miệng chữ là viết cái tên tiếng Trung, sẽ Hàn Nguyên miệng chữ thì viết cái tên tiếng Trung luôn, Trung Quốc với lại Hàn Nguyên ở đây là giống nhau. À, rồi, à, nhì huy xỉa nhì tớ Hàn Nguyên miệng chữ mà, à, bạn có biết viết cái tên tiếng Trung của bạn không? Nhì tớ Hàn Nguyên miệng chữ. Rồi, bạn biết viết cái tên tiếng Anh của bạn không thì như thế nào? Tiếng Anh thì các bạn thế vào cái chữ tiếng Trung này ha. Cấu trúc giống y hệt vậy. Các bạn viết ra cho cô. Tiếp theo mình có tới chuẩn mơ. Chuẩn mơ ở đây nó là như thế nào? Chuẩn mơ cộng với động từ hỏi về cách thức. Cách thức làm việc đó như thế nào? Trước cái hàng chữ chuẩn mơ xỉa, cái hàng chữ này viết như thế nào? Trước cái chai chuẩn mơ chua, cái món ăn này nấu như thế nào? Rồi, tiếp theo mình có từ tú, tú ở đây là đọc. Trước cửa hàng chữ chờ mất tú, cái hán tự này đọc như thế nào? Một tú là ba bản su, tôi đã đọc ba cuốn sách. L ở đây diễn tả cái hành động đó, nó đã xảy ra. Ba ở đây là tám, cô xin lỗi nhé, đọc líu lưỡi. Ba ở đây là tám, còn san là ba, ba bản su, bốn, tám cuốn sách. Thật nhiều khi đọc nửa tiếng Trung nửa tiếng Việt luôn vậy. Thì ở đây cả lớp chú ý cho cô, lơ là diễn tả hành động đã xảy ra nha, đặt cái trợ từ lơ sau động từ. Trước khi mình có từ tú, các bạn đọc cho cô nào, tú hàn chữ, đọc chữ Hán, hàn chữ
Giới hạn tủ sưu đọc sách, tủ khư quyển là cái bài khóa, bài văn ở trong sách của mình học ấy, nó gọi là cái khư quyển. Rồi tiếp theo cả lớp chú ý cho cô này, bây giờ mình học với cái nghĩa tủ, tủ là đọc đọc sách đúng không nào, tủ su à, tuy nhiên sau này mình sẽ thấy là mình sẽ hay dùng cái từ khàn su là chỉ cho cái việc đọc sách này hoặc là nghiền su, còn cái việc tủ su á sau này các bạn sẽ để gặp người ta gặp nhiều với cái nghĩa đó là đi học. Ví dụ người ta hỏi em là em còn tủ su không thì lúc đó người ta hỏi em còn đi học không hay là đã đi làm rồi đó. À, tương tự niềng su vẫn vẫn được dùng với nghĩa là đi học á. À, thư su quản, thư viện thì ở đây cô cho cái từ thư su quản để làm gì nào? À, mình sẽ ghép thành cái câu tôi đi thư viện đọc sách của chị thư su quản khẩn su. Ừ, à. Rồi. Ở đây có ví dụ các bạn tập cho cô nào. Nhị tú sở mở đại sứ thì bạn học cái trường đại học nào? Đại sứ là đại học. Đi hãy dạy tú su, nhận su mà. À, tú su, nhận su nó nghĩa đi học. À, thì người ta hỏi em là có cần đi học không đó. Rồi, cái động từ năng nguyện khuê. Động từ năng nguyện khuê được dùng trước động từ khác để diễn tả cái khả năng nào đó thông qua việc học. Dạng phủ định của nó là vũ hội. Ồ, vũ hội xỉa hàng chữ. Tôi biết viết chữ Hán. Ủa, vũ hội chùa Trung Quốc chạy. Tôi không biết nấu món ăn Trung Quốc. Vì má mở hội xua hay vì má. Mẹ của bạn biết nói tiếng Trung không? Trời, tiếp theo mình có một điểm ngữ pháp nữa. Đó là câu vị ngữ tính từ. Câu vị ngữ tính từ thì tức là vị ngữ là tính từ. À, tính từ thì là những cái từ dùng để miêu tả tính chất, trạng thái của người hay sự vật. À, thường đi cùng phó từ chỉ mức độ hình và được dùng trong câu theo cấu trúc là chủ ngữ cộng phó từ chỉ mức độ cộng với tính từ. Dạng phủ định nghĩa là ủ cộng với tính từ ha. Ví dụ ở đây, ủa hẳn họ tôi rất khỏe. Họ ở đây nó có nhiều cái nghĩa, nó có thể là tốt hoặc là khỏe. Mình có thể nói là tôi rất tốt cũng được. Tốt ở đây nghĩa là cái bản chất của các bạn, cái tính cách của các bạn. Ủa mama tớ hành vi của họ. Ủa mama tớ hành vi tức là tiếng Trung của mẹ của họ là không tốt. Không có xài hình họ chứ. À, món ăn Trung Quốc rất là ngon. Rồi, ok. Ở đây cô có một vài ví dụ cho các bạn này. Cô cho các bạn từ sĩ hoang và thích in way bởi vì奶茶, trà sữa, cà phê họ khưa là ngon. À, rồi mình dùng những từ này mình tổ hợp câu nè. À, tôi thích uống trà sữa của sĩ hoang hơn奶茶bởi vì trà sữa nó ngon. In way,奶茶họ khưa. À, tôi không thích uống cà phê của bù sĩ hoan hư cà phê sĩ hoan thích bù sĩ hoan là không thích nhé bởi vì cà phê không ngon in về cà phê bù họ khước đó. Mới học thì mình tạo những cái câu đơn giản như vậy thôi ha. Tương tự ở dưới này các bạn tạo câu cho cô nhé. Họ về nhà, bài tập về nhà viết đoạn văn ngắn về sở thích của em. Ở đây là cô có cái mẫu cho sẵn các bạn có thể tham khảo để viết ha. Rồi, tiếp theo cô có cái yếu ân tài sứ chẩm mơ thì là cái đại từ nghi vấn chẩm mơ. Nó được dùng trước động từ để hỏi về cách thức thực hiện hành động. Rồi, tức là đây, động từ tú chẩm mơ cộng với động từ tú là đọc như thế nào? Cách thức để đọc cái trước cái hàng chữ, cái chữ Hán này. Thì từ trước của mình chưa chẩm mơ xỉa. Cái tên tiếng Trung của bạn thì viết như thế nào? Chẩm mơ. Cậu với xỉa hỏi về cách thức của cái hành động xỉa này. Đó tức là xỉa như thế nào. Chữ cờ chữ chờ mới xỉa. Cái chữ này viết như thế nào. Tương tự. Họ tiếp theo mình vào cái bài khóa của mình hôm nay ha. Bài khóa đầu tiên của mở audio cho các bạn nghe. 你会说汉语吗？我会说汉语。你妈妈会说汉语吗？她不会说。Trời, các bạn về nhà các bạn đọc theo audio cho cô nhá. Nghĩ phải số hai nghỉ mà.
Bạn biết nói tiếng Trung không? Bố hồi xưa hay nghĩ. Tôi biết nói tiếng Trung thì mama hồi xưa hay nghĩ mà. Mẹ của bạn biết nói tiếng Trung không? Ta bố hồi xưa, cô ấy không biết nói.你会说汉语？Trời, tiếp theo lớp nghe bài hai cho cô. 中国菜好吃吗？中国菜很好吃。你会做中国菜吗？我不会做。中国菜好吃吗？món ăn Trung Quốc ngon không? Trung Quốc菜很好吃, món ăn Trung Quốc rất là ngon. 你会做中国菜吗? Bạn biết nấu món ăn Trung Quốc không? 我不会做, tôi không biết nấu. 中国。Rồi, lớp nghe bài 3 cho cô. 你会写汉字吗?我会写。这个字怎么写?对不起,这个字我会读,不会写。你会写汉字吗? Bạn biết, biết tiếng Trung, biết chữ Hán không? 我会写, tôi biết viết, 这个字怎么写, chữ này viết như thế nào, 对不起, xin lỗi, 这个字我会读, chữ này tôi biết đọc, 不会写, không biết viết. 你会写. Rồi, tiếp theo, căn cứ tình hình thực tế trả lời những câu hỏi sau cho cô. 你会说汉语吗? Bạn biết, nói tiếng Trung không? 你会写汉字吗? Bạn biết, biết chữ Hán không? 你会做中国菜吗? Bạn biết làm món ăn Trung Quốc không? 你有汉语名字吗? Bạn có cái tên tiếng Trung không? 你会写你的汉语名字吗? Bạn có biết viết cái tên tiếng Trung của bạn không? Lớp ở nhà làm bài này cho cô nhé. Comment ở bên dưới, không comment. Rồi, bài tập này cũng vậy. Sử dụng những từ mình đã học trong bài để các bạn comment ở trong cái khung khung comment của cái phần YouTube ở phía dưới đó. Không, cô sẽ chấm bài cho các bạn. Rồi, về cái phần hủy in hôm nay của mình, sự kết hợp thanh điệu của từ cả hai âm tiết, thanh một cộng với thanh 1, 2, 3, 4. Ở đây các bạn cà phê, cà phê đọc rất là cao. Cà phê, công viên, viên thì từ dưới lên trên đúng không? Viên, chi chọn, cả lớp chú ý, chọn nó thấp xuống như thế này hả? Chi ở trên cao, chọn thấp xuống. Chưa trần, đã thành 4 mình thấp xuống. Về nhà cả lớp thì luyện tập cho cô cái bản này ha. Cô mở audio cho lớp mình nghe. 听录音并跟读，注意声调的搭配。今天，今年，精彩，车票，公司，刚才，操场，鸡蛋，刮风，欢迎。经理，机会，关心，关于，开始，高兴。Rồi, ok, lớp bên nhà lớp tập luyện nhiều cho cô nha. Tập luyện phát âm cho phát âm nó hay. Rồi, tiếp theo CCH các bạn đọc cho cô. Cái nhà cái bản này cũng đọc cho cô ha, đọc thêm bạn nào mà mình bị cái thanh mở CCH hoặc không chuẩn đó, thì các bạn đọc. Rồi về phần Hán tự hôm nay thì các nét chữ Hán. Hôm nay mình có nét phải gập thì cái này nó tính là một nét ha. Đây này tính là một nét chứ không phải là hai nét đâu. Nét nghiêng móc, nét nghiêng móc đây, nghiêng và móc lên. Rồi nét khắc, nhấn ở cái đầu xong khắc lên. Rồi, làm quen với chữ đơn, chữ đọc thể hôm nay mình có từ đông. Đông nghĩa là hướng đông, hướng mặt trời mọc. Trái nghĩa với nó là hướng tây. Hướng tây là mặt trời lặn. Hướng tây thì nó là hình tổ chim. Mà hướng đông đây là cái mặt trời mọc lên trên này. Mặt trời hướng mặt trời mọc. Các bạn tưởng tượng đây là mặt trời mọc ngang ngang giữa ngọn cây, giữa cái cây của mình ấy, cái cây. Đó, thì hướng mặt trời lên, hướng đông. Nghĩa của nó như vậy.
Còn cái chữ wo thì nó là một cái hình dạng giống vũ khí có nhiều răng sắc bén. Sau này thì mình mượn cái vũ khí đó để mà mình chỉ cho cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là wo. Tại vì ngày trước mình không có cái chữ wo, không có cái chữ nào để chỉ chữ chữ tôi hết. Đó, sau đó mình mượn cái chữ này để mà mình dùng. Rồi cái chữ xi của mình, xi là tay, tay này hình dạng giống như tổ chim, thì tức là ngày xưa ông bà ta thì nhìn thấy con chim đó về tổ lúc buổi chiều thì chỉ hướng đó là hướng tay, hướng mặt trời lặn. Rồi kết cấu chữ Hán hôm nay mình có cái kết cấu đơn lẻ và cái kết cấu tổ hợp. Thì các bạn nhìn như ở đây ha, một chữ Hán thì cuối cùng ở trong một cái hình vuông như thế này là một cái kết cấu đơn lẻ. Còn nó kết cấu tổ hợp là nó kết cấu được từ nhiều cái thành phần như thế này này, đó là kết cấu tổ hợp đó. Trái phải, trái giữa phải, ở đây mình gọi là trái phải này, trái giữa phải chẳng hạn như vậy. Rồi bài số 2 hôm bài số 6 hôm nay của mình đến đây là hết, các bạn về nhà ôn bài cho cô ha, hôm sau mình sẽ học bài số 7.